Các ngươi, ai là người nắm quyền ở đây? Tại hạ là Kiều Dĩnh của Tiêu cục chính nghĩa. Mới vừa đến đây chưa kịp thỉnh giáo. Chúng tôi là Ban Thiên Ưng, có biết không? Anh ta rất nổi danh trong giang hồ, thiên hạ đệ nhất đào đại bạc phát quan. Hôm nay Thiên Ưng ban nể mặt các ngươi. Tại sao đám người này cứ hiếp đáp kẻ khác? 80 lượng thôi, thiếu một cắc cũng đừng hòng ra khỏi đây. Đúng. Thế giới này thay đổi thật sao? Bách tính chúng ta thật sự phải sống mà bị sỉ nhục như thế sao? Không được chạm vào cần của Tiêu cục ta. Tiêu đồng, tồn nhiên không phải do người khác cho, mà phải tự mình giành lấy. Dừng. Người không cần mạng sao? Lên. Ai vậy? Lên. Thật không ngờ, ta đã nhìn lầm rồi. Đại nhân, xin lỗi. Xin lỗi đại nhân, đi thôi.